Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện ảnh Mai Chi nhé. Thì hôm nay mình có đi sửa chữa cái máy giặt Panasonic ở trên model NAF134. Nói chung là các cái dòng Panasonic ở trên cái model mà cái mặt bộ điều khiển là 16 phím, 17 phím mà mặt để nghiêng như này thì nó giống nhau. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái cách chúng ta sẽ vào tính năng gọi là test nhanh sự vận hành của máy, cũng như là đọc cái lỗi mà là máy đang ghi nhớ trong bộ nhớ để giúp chúng ta kiểm tra máy nhanh hơn và khắc phục chính xác hơn. Thế thì khi các bạn đi sửa chữa, các bạn gặp những cái máy bị hiện tượng, ví dụ khách hàng nói là máy không giặt được, nhưng mà khách hàng cũng không biết là nó bị làm sao, cũng không nhớ là nó đã từng hiển thị lỗi là gì. Chỉ có anh em thợ chúng ta mới biết nó hiển thị cái chữ lên đây được gọi là lỗi, mã lỗi. Còn khách hàng dùng thì khách hàng không biết, nhiều khách hàng không biết được rằng đây là cái khi mà nó xảy ra sự cố thì nó báo một cái mã lỗi đây, cho nên khách hàng không nhớ. Thế thì để làm sao mà anh em chúng ta có thể khám một cái máy nhanh nhất và sửa chữa chính xác nhất, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng gọi là test nhanh. Test nhanh sẽ giúp chúng ta vận hành, kiểm tra vận hành toàn bộ cái máy, cũng như là đọc cái lỗi mà máy đã ghi nhớ trong bộ nhớ trước đó là gì, để chúng ta có cái hướng kiểm tra sửa chữa và xử lý nhanh nhất. Rồi, thế thì để vào cái tính năng test nhanh cũng như là đọc lỗi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên thì các bạn sẽ quan sát trên cái bảng điều khiển này, thì các bạn sẽ giữ cho mình hai cái phím, đó là phím mức nước và phím mực nước và phím giặt. Chúng ta sẽ giữ xuống và đồng thời là các bạn nhấn nút mở nguồn. Đấy, thôi chưa rồi. Tay mình nó hơi vừa quay vừa kéo nó hơi khó. Đấy. Chưa được bạn nhé. Tức là chúng ta giữ đồng thời xuống và đồng thời chúng ta mở nguồn thì nó sẽ hiện chữ 88 là chúng ta được. Thôi được, mình đành phải mình giữ hai tay mình bấm nút mở nguồn này. Bấm mở nguồn lên thì các bạn vẫn giữ hai nút đấy thì nó sẽ xuất hiện chữ 88. 88 thì nó sẽ kêu pip pip như này, thì các bạn phải nhanh tay chúng ta bấm nút mừng nước ngay để vào chương trình test nhanh. Còn nếu chúng ta không bấm, nó sẽ nháy 3 lần và nó sẽ tự tắt nguồn. Đây, mình vào lại này. Đấy. Rồi, do là một tay cái phím tắt nguồn nó xa quá thì mình không bấm được cho các bạn xem. Đấy, thì cách vào là chúng ta sẽ giữ cái phím mực nước và phím giặt và chúng ta mở nguồn nó vào chữ 88, chúng ta bấm nút mực nước để vào. Để vào test từng cái tính năng test nhanh, thì khi các bạn bấm mức nước nước nó sẽ nhảy sang chữ số 6 và sẽ nháy đèn nháy ở chức năng gọi là chữ giặt, thì máy sẽ vận hành ở chế độ giặt. Đấy, các bạn sẽ thấy là máy sẽ giặt đi giặt lại và chúng ta sẽ kiểm tra được động cơ cũng như hệ thống vận hành về cơ khí. Ở trong cái chức năng giặt này thì test động cơ và đảo chiều của motor này, thì các bạn bấm chữ giặt để lên chữ hai cái chế độ giặt khác nhau. Đấy, các bạn sẽ thấy là mâm nó quay nhanh hơn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ bấm nút mức nước để nó chuyển sang chức năng vắt để chúng ta test xem là cái van, cái xả nước, cái motor xả nước, tức là thoát nước, nó có hoạt động tốt hay không, đồng thời là máy có thực hiện được chức năng vắt hay không. Đấy, công tắc an toàn, phao các kiểu. Máy cửa trên thì nói chung là nó khá là đơn giản, nó cũng không có gì phức tạp quá. Rồi, như vậy là qua hai cái bước test đó, chúng ta đã biết là cái máy nó vận hành có ok không này. Rồi tiếp theo các bạn bấm nút mức nước cho mình thì nó sẽ nhảy sang cái L1 hoặc là L0. L1 hoặc L0 thì nó test về một thông số khác, mình sẽ không giới thiệu ở video này. Thì tiếp tục chúng ta sẽ bấm tiếp ra quan tâm cho mình qua B0 này. Đó, khi nào các bạn bấm nó sang chữ E này, nó xuất hiện chữ E, tức là cái phần check mã lỗi đã ghi nhớ trong bộ nhớ. Thì khi nó chuyển sang chữ E này rồi, đấy, khi nó chuyển sang chữ E rồi thì các bạn chuyển qua bấm nút giặt để các bạn đọc cái lỗi ở trong bộ nhớ trước đó là gì. Đấy, thì các bạn sẽ thấy trong bộ nhớ máy đang hiện chữ U14, tức là trước đó nó đang lưu nhớ cái lỗi U14. Mà lỗi U14 là liên quan, thì anh em thợ chúng ta sẽ biết lỗi U14 là lỗi liên quan tới vấn đề gì rồi. Mình sẽ không giải thích trên video clip, tại vì có những khách hàng thì mình kênh của mình chủ yếu là chia sẻ cho anh em thợ để giúp anh em thợ chúng ta làm nghề cho nó tốt hơn thôi, chia sẻ những kinh nghiệm cho anh em. Nhưng mà đôi khi có những khách hàng người ta xem thì mình cũng không tiện là anh em thông cảm cái mã lỗi này nó là gì, thì một số cái mình sẽ nói và một số cái anh em sẽ biết, thế tự biết. Rồi, ở trong cái chức năng này, ở trong chức năng chữ E này, các bạn muốn giặt thì các bạn sẽ đọc được cái lỗi nó đang lưu ở trong bộ nhớ.
Rồi tiếp theo thì các bạn bấm ấy, thì nó chuyển qua quay lại một vòng, quay về số 88. Đấy. Nói chung là cái video clip này thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn các chức năng chúng ta vào test nhanh để kiểm tra vận hành của máy cũng như là đọc xem là trong máy đã từng ghi cái lỗi gì để chúng ta có cái hướng sửa chữa cho nhanh hơn thôi. Đây mình vào lại một lần này. Để chuyển đổi các chức năng các bạn cứ bấm nút mực nước. Đó, khi nó đến chữ E và muốn đọc lỗi các bạn bấm nút giật. Thế thôi. Rồi, cái video này thì mình cũng xin kết thúc ngắn gọn tại đây thôi. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình. Và xin chúc tất cả các bạn ngày càng sửa chữa thành công hơn nữa. Và sẽ khắc phục thành công những cái van bệnh liên quan những cái dòng máy cửa trên như thế này. Thì gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn nhé.